Hello, xin chào tất cả quý cô chú, anh chị em, bà con. Và hôm nay thì em Tài sẽ tiếp tục sẽ review nhanh những chiếc xe mà bên em đứng bên cạnh em đây là chiếc xe Hyundai Accent được sản xuất vào đời 2019. Hiện tại là bên em đang bán với giá là 365 triệu. Quý cô chú anh chị, mình đi một vòng của chiếc xe này ha. Quý anh chị nhìn trước, đằng trước, đây là cái mặt ga lăng ở trước được thiết kế là rất là hài hòa, nhìn chiếc xe rất là sáng, thể hiện một cái phần là rất là sang trọng. Mời quý anh chị chúng ta cùng xem về xung quanh cái xe ha. Xe được trang bị là 4 bánh mâm theo xe, 4 cái lớp, khá là mới, khoảng là còn khoảng 70-80%. Xe có tích hợp xi nhan gương, ốp xi hết tất cả các tay nắm cửa, rất là sang trọng. Bánh mâm đúc riêng theo xe hết luôn cả nhà. Rồi, mời anh chị nè, đây là một cái phiên bản, một cái mẫu mới, phong mới 2019, cho nên là phía sau thiết kế nhìn rất là phong cách, rất là thể thao. Đây, rất là đẹp, Hyundai Accent, biển số 93A17068. Đây là một trong những chiếc xe mà rất là đẹp, hầu như là rất là chuẩn chỉnh, bên em là đã kiểm tra toàn bộ hết rồi, có lên cái lipo rất là đẹp. Biển số 93A là biển số ở Bình Phước, thì bên em sẽ là bao ký rút hồ sơ cho quý anh chị nhà mình luôn. Nhìn bên xe, mình đi xung quanh xe ha, tất cả những cái viền che mưa còn rất là đẹp. Đây. Tiếp theo thì mời quý anh chị chúng ta đi một vòng ha, đi một vòng. Rồi bây giờ chúng ta xem nhanh. Quý anh chị chúng ta cùng xem về keo chỉ. Và chiếc xe này thì bên em cam kết là không cấn đụng, không ngập nước, cho nên là keo chỉ là bên em là bao còn nguyên rin hết. Đây, quý anh chị chúng ta cùng xem túp bi, túp lô ha, còn rất là đẹp, đời 2019, cực kỳ đẹp. Đây, phía bên trong nội thất, mời anh chị chúng ta cùng xem phía trong nội thất ha. Phía bên trong nội thất là được bọc da còn rất là đẹp. Tiếp theo bên cửa bên đây cũng vậy, keo chỉ là còn nguyên rin hết luôn nha anh chị, còn rất là đẹp, không có một cái dấu hiệu cấn đụng hay là chỉnh sửa gì hết. Đây, túp bi túp lô, không có một cái dấu trầy xước luôn, không có một cái vết trầy nhỏ gì hết. Nút bấm nè ha, còn rất là đẹp. Và chiếc xe mà đẹp hay không nữa, mời quý anh chị chúng ta cùng xem mấy cái nách cửa. Chúng ta xem, chúng ta coi thử là những con ốc đó có bị tháo ra chưa hay là như thế nào. Đó, rất là đẹp, nội thất rất sạch sẽ. Và cái dòng sedan cho nên là rất là rộng rãi, dành cho 5 người lớn. Đặc biệt là ngồi phía sau này rất là mát nha, tại vì nó có một cái họng gió mát ở phía sau nữa, cho nên là cực kỳ mát. Mời quý anh chị chúng ta cùng xem cái cốp ha, khá là rộng rãi, để rất là nhiều vali, nhiều đồ, cho nên là anh chị nhà mình mà lấy về đi gia đình thì được sở hữu một cốp rất rộng rãi nên rất là yên tâm. Đặc biệt là mình coi về cái phần cốp sau, cốp sau rất là đẹp, không có một cái dấu cấn đụng hay gì hết. Chiếc xe này là bên em là cam kết ha, là không cấn đụng, không ngập nước, đời 2019, cho nên là xe máy móc là rin chuẩn chỉ hết, nên quý anh chị yên tâm. À, quý anh chị cùng xem về cái bánh xe cua. Đây, bánh xe cua còn ok. À,
tất cả những cái bon cửa, bon cốp sau đều còn nguyên hết, rất đẹp. Tất cả là bốn cửa đều như nhau hết nha quý anh chị. Keo chỉ nè, bon cửa nè, túp bi túp luôn. Cái xe này bên em là thấy là rất là hoàn hảo, tất cả về mọi chi tiết không có một cái dấu, một cái vết trầy nhỏ, tất cả mọi thứ là gân guốc là còn nguyên hết. Rồi đây, mời quý anh chị chúng ta cùng xem về phía bên trong ha, phía bên trong một tí. Xe của mình thì được trang bị là số sàn, đi rất là tiết kiệm nhiên liệu, rất là bền bỉ. Xe mình thì được lên là đề start stop luôn, rất là sang trọng, đề start stop. Xe mình thì được lên màn hình Android luôn rồi, màn hình cam da đầy đủ hết. Chiếc xe này thì nó rin toàn tập luôn á quý anh chị. Mời quý anh chị chúng ta cùng xem vô lăng. Vô lăng còn khá là đẹp, tích hợp vô lăng luôn. Chiếc xe này thì em đã trải nghiệm rồi, đi số rất là êm, vô số là rất là mượt mà. Máy lạnh cực kỳ mát. Thêm một chi tiết nữa đó, đó là gì mà em rất thích, đó chính là trần. Trần nỉ rin theo xe luôn nha quý anh chị. Và xe này mình thì được lót sàn rồi hết rồi, cho nên là rất là sạch sẽ. Cái dòng xe này thì quý anh chị lấy về mà đi gia đình thì mình cũng không thể nào mà bàn cãi gì hết. Đây, đây là gia đình người ta đi á, người ta giữ rất là kỹ luôn. Kính bấm auto ha. Tất cả những cái kính là đều được là bên em là đã dán phim cách nhiệt luôn rồi. Xe mình đây là có gương gập điện nha quý anh chị. Có gương gập điện. Gương thì chỉnh điện nè. Vừa gương gập điện mà vừa gương chỉnh điện luôn. Xe này thì máy của nó là chỉ có 1.4 thôi, cho nên là rất là tiết kiệm nhiên liệu. Thì 100 cây thì độ tiêu hao nhiên liệu là nó khoảng là 7 lít thôi nha anh chị. Và bây giờ tiếp theo thì mời anh chị chúng ta cùng xem về cái phần khoang máy. Hyundai Accent đời 2019, số sàn, rất bền bỉ. Chi phí bảo trì bảo dưỡng của xe này là rất là rẻ. Phụ tùng thay thế thì rất là dễ, mua ở đâu cũng có hết, rất là dễ. Máy nổ rất là êm, xe đời 2019. Tất cả những cái bon của nhà sản xuất là đều còn nguyên hết. Mời cả nhà xem về những chi tiết nha. Ốc cabo và keo chỉ là còn nguyên rinh của nhà sản xuất hết. Máy móc thì rất là êm. Mời quý anh chị chúng ta cùng xem về cái xe, coi thử là máy có bị đổ hơi đổ nhớt gì không ha. Mời cả nhà mình cùng xem. Riêng máy móc thì bên em sẽ là bảo hành động cơ máy móc cho quý anh chị là 3 tháng. Tất cả những cái xe này và đặc biệt là xe này là đời 2019, đời rất là cao, cho nên là anh chị về nhà mà đi gia đình hoặc là đăng ký chạy dịch vụ thêm để kiếm thêm thì không phải chê. Đặc biệt là khi mà cái xe này về bên cửa hàng của bên em là bên em đã bảo dưỡng hết rồi. Và khi quý anh chị mà lấy chiếc xe này về sử dụng thì bên em sẽ bảo dưỡng lại, kiểm tra lại tổng thể vệ sinh trong ngoài nội thất, trong ngoài hết, vệ sinh máy móc cũng như là thay một lần thay nhớt mới cho quý anh chị luôn. Cho nên là quý anh chị hãy yên tâm. Và đặc biệt là bên em sẽ bao đổi trả, bao quay đầu luôn. Nên là quý anh chị khi mà mình lấy một chiếc xe về mình sử dụng trong một thời gian, mà nếu như mà mình trải nghiệm đủ rồi và mình muốn mà lên đời thì hãy qua bên em. Bên em là thu hồi và trao đổi tất cả các dòng xe 4 chỗ, 7 chỗ. Nên là quý anh chị hãy yên tâm. Và còn cái phần về gầm bệ của chiếc xe mà Hyundai Accent đời 2019 này thì nhà mình hãy yên tâm.
không có một tí mục mọt nào hết đâu anh quý anh chị. Rồi, vừa rồi thì em Tài đã giới thiệu nhanh về chiếc xe Hyundai Accent đời 2019 số sàn. Và hiện tại là bên em đang bán với giá là 365 triệu. Thì cái giá 365 triệu thì bên em là sẽ còn bớt lọc cho quý anh chị nào mà tới đây xem xe và chốt xe lấy chiếc xe này. Và nếu quý anh chị, cô chú, anh chị em nhà mình mà quan tâm đến chiếc xe này thì có thể là nhắc máy lên và gọi điện thoại cho bên nhân viên tổng đài của bên em với số điện thoại là 0777 55 462 hoặc là 0988 111 554. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại cả nhà vào video lần sau.